Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một set son đến từ nhà MAC các bạn ha. Thì đây là bộ son MAC dùng để trong các mùa lễ hội cuối năm. Một bộ son rất là đẹp các bạn. Và đây là ba cái màu của nó các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ có ba cây son. Cây Ruby Hood, cây Ruby Hood là cây quá nổi tiếng của nhà MAC rồi. Cây tiếp theo là cây Musk và cây Wheat các bạn ha. Tên nó hơi khó đọc chút xíu. Đó. Rồi mình sẽ mở hộp ra các bạn nha. Đây. Wow, mình mở hơi bị ngược, chẳng em mở hướng này mới đúng các bạn. Đấy. Một thiết kế rất là quen thuộc của nhà Mắc các bạn. Mình sẽ mở đây. Rồi. Ba cây son rất là đẹp các bạn ha. Được đóng gói trong một cái hộp như vậy, các bạn có thể đem đi làm quà tặng luôn mà không cần phải gói quà. Rất là đẹp. Đó. Giá bên Mỹ là 25 đô. Đó. Nhưng chắc chắn ở Việt Nam giá nó khác rồi các bạn. Đây, trên tay mình là ba cây son, một thiết kế rất là quen thuộc của nhà Mắc, đó là hình viên đạn các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ có cây này là cây Ruby Hood nè các bạn. Đây là cây đỏ huyền thoại của ở nhà Mắc các bạn ha. Nhưng mà ở cái phiên bản quà tặng này thì nó cũng đã làm được làm một cái vỏ khác, đó, vỏ màu đỏ rất là đẹp, Ruby Hood các bạn ha. Tiếp theo đây là sẽ là cây mớt rồi các bạn, đó nó cũng được là một cái vỏ đặc biệt, và cái cuối cùng là cây wheat. Đây rồi mình sẽ mở ra từng cây các bạn ha. Có thể trên cái video của mình đang quay ngược sáng các bạn thì nó sẽ không nhìn ra đúng được cái màu son của nó các bạn ha. Đó thì mình sẽ để hình của nó kế bên để cho các bạn coi. Rất là đẹp các bạn ha, mùi khá là thơm. Mình chỉ cần mở cái cây son ra thôi đã ngửi thấy mùi của nó rồi các bạn. Đã nghe được cái mùi của nó rồi, rất thơm. Ba cây. Phiên bản vỏ đặc biệt. Rất đáng để chị em chúng ta sưu tầm các bạn ha. Các anh em trong những ngày lễ như 14 tháng 2 này, 8 tháng 3 này, 20 tháng 10 này. Đó, chúng ta có thể mua tặng chị em chúng ta một cái set như vậy, rất là đẹp, rất là đủ bộ ha. Một cây son lẻ thôi hiện tại cũng có giá là tầm 400 ngàn rồi các bạn. Đó. Đó, và khi mà chúng ta mua nguyên set như vậy thì rất là lời. Nó chỉ tầm khoảng 7 đến 800 ngàn thôi, tùy thời điểm các bạn nhé. Mình cũng xin xác lại các bạn là giá mình báo trên video, nhưng sau đó có một số bạn hỏi thì giá có thể tăng hay giảm tùy thời điểm. Chứ các bạn không có bạn là mình là bảo sao video giá như vậy mà lúc hỏi lại giá khác thì cũng chỉ là tùy thời điểm các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ có một set 3 cây son được để trong một cái hộp rất là sang trọng để chúng ta đi tặng. Đó, rất là đẹp các bạn ha, màu rất là đẹp, cái vỏ cũng là phiên bản vỏ đặc biệt, chị em rất là thích, vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị sưu tầm. Đó, trên bàn trang điểm có bộ ba này thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi thì bên mình bán các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.